Theo công văn vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, có nguyện vọng về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, có thể đăng ký trở về tỉnh nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Thứ nhất, người trở về không thuộc diện F0, F1, không ở trong khu vực có dịch được cập nhật thường xuyên trên website của Bộ Y tế. Thứ hai, công dân được gia đình ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đồng ý bảo lãnh bằng giấy bảo lãnh, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thứ ba, có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm và tập trung tại điểm đón theo kế hoạch. Thứ tư, khi về đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải thực hiện một trong các hình thức cách ly. Cách ly tại khách sạn có thu phí, cách ly tập trung và cách ly tại nhà đồng thời phải thực hiện xét nghiệm PCR thêm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ Bảy và ngày thứ 13. Việc tiếp nhận và vận chuyển công dân về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức theo từng đợt và dự kiến mỗi đợt khoảng 20 người. Phương tiện vận chuyển là xe khách 45 chỗ ngồi. Kinh phí vận chuyển do đơn vị vận tải phương trang hỗ trợ miễn phí cho công dân. Trường hợp công dân đăng ký cách ly tại khách sạn, kinh phí do công dân tự chi trả. Đăng ký cách ly tại cơ sở của tỉnh sẽ được địa phương hỗ trợ theo quy định cách ly tại nhà được địa phương hỗ trợ kinh phí xét nghiệm. Tỉnh khuyến khích người dân có điều kiện chia sẻ hỗ trợ cho người dân có điều kiện khó khăn. Công dân thực hiện đăng ký trở về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua trang web của tỉnh theo địa chỉ http 2 2 bà rịa vũng tàu gov vn Công tác tiếp nhận đưa công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được triển khai thực hiện khi có sự thống nhất giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.